Hello hello, chào mọi người. Mình là Thương từ blog Yogi Travel. Chào mừng bạn tới với kênh YouTube của mình. Và như chia sẻ với các bạn ở trên kênh Instagram của mình là dạo gần đây mình bận học code, mình học về cách viết program trên máy tính. Cho nên mình ít xuất hiện ở trên YouTube và mình tập trung vào cái khóa học của mình. Và vì tập trung vào khóa học về code, tiếp xúc với các developer mỗi ngày nên mình thường thấy các bạn than là bạn bị đau mỏi phần cổ, phần vai gầy quá. Tại vì bạn biết đặc tính, đặc thù của công việc là mọi người ngồi trên máy tính nhiều cả ngày và đôi khi là chăm chú cúi sát rạt vào màn hình để làm việc luôn. Thì hôm nay mình làm video này để tặng cho những bạn đã giúp mình debug code, những bạn developer chuyên nghiệp đã giúp mình debug code trong thời gian qua. Và đồng thời cũng giúp cho các bạn mà đang đi làm việc ở văn phòng, những bạn mà ngồi nhiều hoặc là ngồi sai thế mà bị đau mỏi cổ vai gáy, thì hãy thử tập bài này. Mình hy vọng là sẽ giúp các bạn đỡ mỏi hơn, đỡ đau cái phần vai hơn và sẽ thoải mái hơn nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Mình ngồi lên giữa thảm của mình, hoặc nếu mà bạn không có thảm thì cái bài này thực ra cũng không cần phải trải cái thảm yoga đâu. Bạn có thể trải cái khăn hoặc là ngồi lên một cái sàn là được rồi. Trừ trường hợp là cái sàn nó cứng quá thì bạn lót thêm cái gì cho nó đỡ đau gối khi mà mình ngồi trong tư thế em bé thôi nha. Nào, mình hãy bắt đầu bài tập cho cổ vai gáy của ngày hôm nay. Hãy thả lỏng vai của bạn ra, mềm ra phía sau, bạn lắc cổ qua lại, lắc vị trí nào bạn cảm thấy thoải mái là được. Sau đó bạn gióng thẳng lên, gióng các đốt sống từ cái đỉnh đầu của mình. Bạn cảm giác là cái cổ của mình thẳng, vai mình mở rộng, lồng ngực mình mở rộng ra. Sau đó bạn đưa cái lồng ngực về phía sau một chút để mông mình ngồi hết dưới sàn. Và bạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy hít thở những nhịp sâu và dài. Một vài hơi thở sẽ giúp bạn điềm tĩnh hơn, thư giãn hơn và bạn sẽ tập trung được vào động tác của mình nhiều hơn. Nào, bạn cảm giác là bạn đang hít vào bằng mũi của mình và bạn thở ra qua mũi và đẩy cái hơi thở đi xa hơn, dài hơn ra. Hít thật chậm và thở ra thật dài. Và thậm chí là bạn có thể đặt tay phải của bạn lên bụng để cảm giác được cái sự nâng lên hạ xuống của bụng và lồng ngực. Chỉ cần một vài hơi thở sâu thôi, bạn sẽ cảm giác được sự tĩnh lặng, sự thư giãn của vai, của khuôn mặt của mình. Nào, một nhịp cuối cùng, bạn hãy hít vào một hơi dài và bạn thở dài ra. Sau đó mở mắt ra luôn. Từ vị trí ngồi thẳng, bạn sẽ dang ngang hai tay ra, dang cho tới lúc mà bạn liếc qua cái mũi tay bên trái và bên phải của bạn thẳng hàng nhau. Từ đây bạn khuỵu cái cùi chỏ này, bạn chỉ cái tay lên trời. Sau đó bạn bẩy cái cùi chỏ ra ngoài, cảm giác cái ngực mình ổn về phía trước và hai cái bả vai bạn kẹp vào nhau nha. Hít vào, thở ra. Bạn đóng hai cái cùi chỏ của bạn về phía trước. Mình lặp lại 5 lần như vậy nha. Nhịp đầu tiên hít vào, thở ra. Nhịp thứ hai, bạn hít vào, bạn ép cho hai bả vai của bạn chặt vào nhau. Thở ra. Tiếp tục hít vào, bẩy cho hai bả vai dính về phía sau. Rồi thở ra. Một nhịp cuối cùng, bạn hít vào, bẩy rộng, mượn ngực về trước, mở vai ra. Rồi bạn thở ra. Sau đó bạn hít vào, bẩy về phía sau, bẩy hết ra nè. Và bạn khuỵu thẳng hai cái cùi chỏ của bạn ra và nắm hai ngón tay lồng vào lồng như là mình đang vỗ tay á. Nắm chặt hai bàn tay lại. Lúc này bạn squeeze cái, bạn siết chặt cái bả vai hơn nè. Đẩy cái cánh tay về sau, bạn ưỡn ngực nhiều về phía trước. Và nếu được bạn chỉ cái cằm lên trời luôn. Mình giữ đây một vài nhịp. Cảm giác như vai bạn kéo về sau, ngực bạn ưỡn về trước và cằm của bạn thì chỉ lên trời. Hít thở dài. Động tác này làm cho cái lưng bạn đỡ, nó đỡ bị tai, nó đỡ bị chặt lại á. Cho mình ngồi mình còng về phía trước, làm cho hai cái bả vai mình
úp về phía trước, cái này giúp mình mở hai cái bả vai ra phía sau. Một nhịp hít vào nữa thôi. Và bạn gỡ ra và chống hai phía tay về trước mặt đất của mình. Chống bàn tay xuống sàn, bắn lắc nhẹ. Vai về phải, về trái. Lắc qua lắc lại vai. Lắc nhiều qua bên phải, mình không cần lắc nhanh quá ha, mình lắc chậm chậm và cảm nhận cái sự thư thái của thắt lưng, của vai khi mà mình nghiêng qua phải, nghiêng qua trái. Một nhịp nữa, nghiêng hết về bên phải của mình, nào giữa đây một chút. Bạn sẽ thấy cái lườn bên trái chỗ này của mình hơi căng nè, đồng thời cái vai bên này cũng hơi căng một chút. Bạn nâng lên, bạn nghiêng hết về bên trái, nghiêng ngang qua. Đừng úp về trước mà nghiêng trong cái phương ngang của mình. Rồi nâng lên và bạn cuộn người lên, cuộn từng đốt ngồi thẳng lưng. Từ đây mở ngang cánh tay và bạn hít vào vươn hai tay của mình lên trời rướn lên. Mình sẽ vặn người về bên trái, vươn tay phải qua đặt lên đầu gối bên trái. Sau đó bạn quạt tay trái mình ra sau này, đánh cái tay trái về sau và nếu được bạn chống thẳng hàng với cái mông phía sau của mình. Nếu không được thì bạn chống ở mé bên này cũng được ha. Và bắt đầu vặn, vặn hóp bụng và xoắn ra sau. Mình thấy một số trường hợp mọi người còng như vậy thì xoắn nó sẽ không có lên vai nhiều, mà bạn phải rướn được cái ngực mình thẳng lên là bước đầu tiên. Bước thứ hai là chống được bàn tay hoặc ngón tay xuống đất phía sau. Sau đó mình xoay cằm ra sau, xoay cái cằm mình thẳng hàng với cái vai trái của mình luôn. Nắm chặt tay phải lên gối và mình giữ ở đây một vài nhịp. Mỗi hơi thở bạn xoắn thêm một chút về phía sau. Hít vào dài, thở xoắn vặn về sau dài hơn. Và một nhịp nữa thôi, hít vào sâu, xoay và bạn hết về sau. Rồi bạn xoay khuôn mặt về phía trước, vươn hai tay lên trời. Hít vào, bạn rướn hai tay lên, mình sẽ vặn qua bên kia. Đặt tay trái của bạn lên đầu gối bên phải và bạn chống tay phải của mình ra sau. Sau đó bạn xoay người, vặn về phía sau. Nhớ ưỡn cái lồng ngực của mình lên và xoay mặt về phía sau luôn. Cảm giác vào độ mở của vai và độ bẩy chắc của cánh tay phía trước. Hãy giữ ở đây một vài nhịp. Một nhịp nữa, bạn hãy hít vào thật sâu, vặn hết ra sau, thở dài ra. Sau đó mình từ từ xoay về trước và vươn cả hai tay lên trời. Hít vào, bạn rướn lên, lần này bạn rạp về trước lần nữa ha. Rướn ra từ từ, rướn từ từ, cố gắng đừng còng lưng. Và hãy sợ hạp xuống, rạp xuống cho tới khi bàn tay bạn chạm xuống sàn. Cố gắng là bạn đừng còng như vậy ha. Bạn rướn rướn nó về phía trước nè. Bạn thấy cái bụng mình ở ra, cái lồng ngực mình ở ra, và mình đang kéo dài cái lưng của mình. Bàn tay bạn bám được xuống, hãy bắt đầu lắc nhẹ qua hai bên. Phải và trái, trở lại lắc chậm rãi. Chậm rãi. Sau đó từ vị trí hai tay ở phía trước, bạn đặt tay phải vào giữa hai bàn tay và giữ nguyên cái tay phải dưới sàn, mình xoay mặt về trái. Lần này hãy quạt tay trái lên trời nha. Hít vào, lật tay trái và vươn lên. Nếu mà bạn chỉ ở đây thôi thì cũng được. Ưỡn cái ngực lên, ưỡn lên từ từ. Bạn sẽ thấy cái vai trái của mình mở cao dần lên. Và xoay mắt nhìn lên theo tay trái của mình. Cái vai của mình nó sẽ mở rất là thoải mái trong tư thế này. Một nhịp nữa, hít vào. Bạn hạ tay trái xuống, chạm vào vị trí của tay phải dưới sàn. Mình xoay mặt về bên phải, thế tay trái vào. Và mình sẽ vặn tay bên phải của mình lên trời. Mở vai ra phía sau, mở lồng ngực, mở cánh tay ra. Xoay người, giữ lại. Hít vào sâu, thở ra dài. Một nhịp nữa, bẫy hết về phía sau.
Sau đó mình chồng tay mình về dưới sàn, mở rộng hai tay ra bằng vai và lắc nhẹ nhàng, lắc phải lắc trái. Sau đó bò từ từ tay vào trong và bạn mở lồng ngực ra, mở vai ra. Và bạn sẽ lùi cái chân về phía sau, mình đứng vào tư thế bốn để. Hai bàn tay bạn chống vuông góc xuống dưới sàn, hai đầu gối bạn mở ra vuông góc. Úp mu bàn chân xuống, bạn bám chặt ở đây. Mình sẽ tập một vài tư thế con bò và con mèo. Hạ phần eo của bạn xuống, từ từ bạn kéo từng đốt sống của lưng trên này, của ngực, của cằm. Cảm giác cái lưng mình ổng nhiều hơn và cái cằm mình kèo cao hơn. Đây là tư thế con bò. Bạn gập cằm vào lồng ngực, nâng lồng ngực lên, nâng từng đốt sống ở lưng dưới lên, hóp cái bụng vào đẩy, cánh tay đẩy đầu gối để lưng mình cuộn tròn, thiệt tròn. Thở hết ra, rồi mình lại lặp lại hít vào, từng đốt sống ở lưng, ngực, vai và cằm của bạn vươn lên. Từng chút một bạn cuộn tròn, cuộn vào. Và bạn thở hết ra, ở điểm cuối của hơi thở bạn đẩy căng tay vào gối. Tiếp tục hít vào, chậm rãi, rồi lên, vươn lên. Thở ra. Hít vào, vào tư thế con bò. Chậm rãi uốn từng đốt sống, bạn cảm giác cái lưng mình nó lượn thành vòng đường sống, cong lên, rồi cuộn lại. Một nhịp cuối cùng, hít vào, bạn hạ eo, hạ lồng ngực, rướn vươn lên. Và bạn thở ra, đóng từ từ cuộn vào trong và thở dài ra. Sau đó bạn lùi mông mình về phía sau, lùi từ từ cho tới lúc mông bạn ngồi lên gót chân, trượt cẳng tay xa về phía trước, xa ra nữa cho tới khi bạn có thể chạm được trán xuống sàn. Giữ cái cẳng tay vươn thẳng về phía trước như vậy, giữ cái mũi chân bạn trượt về sau và bạn giữ đây một vài nhịp. Hít vào sâu và thở ra dài. Từ vị trí này, bạn giữ nguyên cái trán ở dưới sàn, bạn chống cái cùi chỏ và chĩa hai tay lên. Sau đó bạn đặt hai cái tay vào sau cái vai của mình á. Rồi bạn giữ ở đây nha. Vậy là hai cái cùi chỏ bạn chạm xuống, trán bạn chạm xuống, tay đặt về phía sau gáy của mình. Giữ lại một vài nhịp. Nào một hơi thở nữa thôi. Rồi bạn từ từ úp tay xuống mặt sàn trở lại, mình vào tư thế em bé. Sau đó ngẩng mặt lên và mình lại đứng lên bốn đệm, hai bàn tay chống vuông góc và hai đầu gối vuông góc. Tiếp theo là cái tư thế yêu thích nhất của mình. Cái này nó cực kỳ làm thoải mái cái phần vai của mình rất nhiều luôn. Mọi người bạn cố định hai bàn tay ha. Sau đó nhón mũi chân trái và trượt thẳng cái bàn chân trái của mình ra sau. Tay bám cố định, mũi chân trái bám cố định dưới sàn. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó bạn từ từ bò cái tay phải này. Tay phải sẽ nằm dưới trong cái lỗ mà tạo ra từ cái nách của bên trái á. Chui cái tay trái bò qua, bò qua thịt nhiều vào cho tới khi bạn có thể nằm được cái vai bên phải của mình xuống sàn. Và cái đầu bạn nghiêng qua này, úp tay bên phải, úp cái vai bên phải. Và bây giờ chống chặt mũi chân sau để giữ thăng bằng. Và bạn từ từ vươn tay bên trái lên trời. Cố gắng vẫn thăng bằng nha. Bạn sẽ mở ngửa cái tay bên trái của bạn ra sau. Rồi nhìn lên trời. Đây là một trong những tư thế mà mình cảm thấy thoải mái rất nhiều cho cái vai của mình.
Nào mình giữ đây thêm một vài nhịp. Cố gắng tập trung vào cái độ mở của vai trái phía trên và cái mũi chân trái dưới sàn để giữ thăng bằng. Hít vào dài, thở ra dài. Một nhịp nữa thôi, bẩy tay trái về phía sau nhiều hơn. Rồi từ từ bạn đóng bàn tay trái chống về khuôn mặt, trước khuôn mặt của mình. Sau đó kéo từ từ tay phải này, dùng lực của tay trái kéo vào và quay lại. Hạ đầu gối chân trái xuống, lắc lư nhẹ nhàng vai. Mình sẽ tập cho chân bên kia, nhón mũi chân bên phải và bạn trượt về phía sau. Bạn trượt cho tới khi cái mũi chân phải bám chắc dưới sàn, nhìn thẳng về phía trước. Nào xoay mặt về bên phải của mình, chui tay trái vào dưới cái lỗ của tay phải, bò tay trái ra nhiều hơn cho tới mức bạn có thể nằm được cái vai trái của bạn xuống sàn. Sau khi bạn nằm được và bạn cảm giác được mũi chân sau chống chắc rồi, bạn từ từ vươn tay phải lên trời và mở ngửa ra sau từ từ, mở chậm rãi ra phía sau. Bạn thấy được cái độ mở của bả vai của mình, xoay mặt nhìn lên trời luôn. Hít thở nhẹ nhàng, mở vai ra nhẹ nhàng. Một nhịp nữa thôi, hít vào sâu, bẩy cái bả vai của mình mở ra. Rồi từ từ bạn kéo tay bên phải của mình chống về gần khuôn mặt, bám tay phải dưới sàn, bạn dùng lực từ tay phải nâng người lên và chống tay trái xuống, hạ đầu gối, lắc lư lại vai, nhẹ nhàng lắc qua, lắc lại từ vị trí này. Cố gắng giữ mông và đầu gối của bạn vuông góc, bạn trượt thẳng tay trái về phía trước này, bơm thẳng ra, bám tay bên phải của mình về phía trước. Sau đó lúc này mình cảm giác là cái hông của mình bắt đầu cong lên, lắc từ từ và hạ xuống tới khi bạn có thể chạm ngực và chạm cằm xuống sàn. Và mình sẽ giữ trong tư thế này. Một hơi thở nữa thôi, hít vào sâu, mình trườn người về phía trước, bàn tay đẩy cái lồng ngực về trước, bạn nằm ra bụng, ngực và hạ tràn xuống sàn. Chống hai tay bên cạnh lồng ngực, mình sẽ tập lên tư thế rắn hổ mang. Hai tay bạn chống cạnh lồng ngực, mũi chân bạn trượt về sau. Bạn bắt đầu lật từng đốt sống của phần thân trên nha. Bạn nâng trán lên, nâng mũi lên, nâng lồng ngực lên, ngực dưới, rồi bụng trên, bụng dưới, bạn nâng lên từ từ. Cố gắng đừng đợi thẳng tay như vậy ha. Bạn khuỵu nhẹ và bạn cảm giác được là cái ngực mình mở về phía trước. Đây là tư thế đúng, đây là tư thế sai. Nhớ nha, mở vực, mở vai ra, siết chặt và úp chặt thân sau của mình. Bạn xuống từ từ, bụng dưới, bụng trên, ngực dưới, ngực trên, mũi và trán chạm xuống. Mình bắt đầu lại, bám chặt tay bên cạnh lồng ngực, nâng lên từng phần một nha. Trán, mũi, ngực trên, ngực dưới, bụng trên, bụng dưới, ngực mở ra. Thở ra nhẹ nhàng, bụng dưới, bụng trên, ngực dưới, ngực trên, trán và mũi của mình. Nào mình sẽ lặp lại 3 lần như vậy. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.
nhịp cuối cùng. Hít vào. Rồi thở ra. Bạn vươn thẳng hai tay của mình về phía trước, kéo dài về trước, bám xuống sàn và trượt cái mũi chân mình căng về sau, xoay mặt nghiêng về bên phải của mình. Mình giữ đây một nhịp. Sau đó bạn ngẩng mặt lên, vươn tay phải ra, nắm lấy cái cổ chân hoặc là nắm lấy cái bàn chân bên phải của mình. Đưa tay trái ra sau, nắm lấy bàn chân trái. Nếu bạn không nắm được, hãy xòe rộng cái chân ra một chút để dễ hơn. Nắm chặt, bắt đầu mình sẽ lật lồng ngực lên y chang như hồi nãy mà mình tập rắn hổ mang. Hít vào, nâng lồng ngực lên. Có thể cái đầu gối nâng lên một chút, không thì bạn cứ giữ nó dưới sàn. Thở ra từ từ. Nhịp tiếp theo, hít vào lên. Thở ra. Siết chặt để cơ bụng chắc xuống dưới sàn. Nào nhịp thứ 3. Hít vào lên. Thở ra. Nhịp thứ 4. Hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng. Hít vào, bạn mở lên. Sau đó thở ra. Từ đây bạn dang ngang hai bàn tay của mình ra, cánh tay dang rộng ra. Hít thở vài nhịp. Úp hai cái bàn tay của bạn dưới sàn. Bạn xoay mặt về bên trái và nâng chân trái lên. Sau đó bạn vắt nhấc cái đầu gối trái lên luôn ha. Bạn sẽ đặt cái mũi chân trái ở phía sau này, chạm xuống đất luôn. Cái người bạn sẽ nằm nghiêng và bạn nghiêng cái mặt xoay về bên trái của mình. Và bạn sẽ bẩy cái đầu gối bên trái xa ra. Càng bẩy đầu gối xa, bạn sẽ cảm giác được cái hông mở và cái vai của mình được mở ra. Nào giữ đây. Một nhịp nữa thôi, hít vào. Sau đó mình nằm sấp lại, nằm úp người xuống sàn. Mình đổi bên, nằm sấp và bạn dang ngang hai tay. Sau đó bạn xoay mặt về bên phải của mình. Bạn nhấc chân phải lên, nâng đầu gối lên và chống mũi chân phải về phía sau. Mình giữ đây một nhịp nữa thôi. Bạn có thể bẩy cái đầu gối nhiều ra hoặc là xoay hẳn cái mặt lên trời. Sau đó mình úp nhẹ nhàng người lại, xoay người và nằm sấp trở lại. Và mình sẽ đẩy lên tư thế chó úp mặt duỗi mình. Hai bàn tay bạn chồng cạnh lồng ngực, nhón mũi chân và rướn người về phía sau. Bạn bám tay và bắt đầu nhấn vai của mình, vừa lắc vai vừa đẩy về cuối thảm ha. Mình nhấn cho cái vai của mình thẳng ra, từ cánh tay tới vai tới mông kéo thành một đường dài. Sau đó bạn bò từ từ đi từng cái bàn chân của mình lên đầu thảm, đi từ từ, chậm rãi cho tới lúc mà bạn bước lên cái chân nằm vào giữa hai tay của mình luôn. Cúi lỏng cái người xuống, thả lỏng ra. Từ đây bạn có thể khuỵu hai cái đầu gối của mình. Bạn đưa tay phải nắm lấy cùi chỏ của tay trái và tay trái nắm cùi chỏ tay phải. Sau đó bạn chui cái đầu vào trong cái tay của mình và bạn lắc nhẹ vai về bên phải bên trái.
Sau đó bạn buông lỏng hai tay ra. Bạn đưa hai tay về phía sau lưng của mình. Nhớ là vẫn cúi đầu gối ha. Bám chặt bàn tay lại. Bạn bẫy ngửa cái cánh tay về phía sau. Bẫy căng ra. Chỉ cho cái cánh tay của mình căng lên. Rồi bạn gỡ hai tay ra, chống tay phải về trước hai bàn chân của mình và bạn xoay mặt về trái. Bạn từ từ thẳng đầu gối trái của mình ra nếu được nha. Bạn xoay về trái và bạn mở vai trái, vươn tay trái của mình lên trời. Cảm giác cái vai mình được mở và tay trái vươn lên. Và mình sẽ đổi bên, cúi xuống. Bạn khuỷu cái đầu gối bên trái, chống tay trái xuống sàn, quay mặt về bên phải và bạn vươn tay phải của mình lên trời. Sau đó bạn chống tay xuống trở lại. Nếu mà không chạm được bàn tay, bạn hãy chạm ngón tay thôi. Lắc nhẹ vai và từ từ hạ mông xuống cho tới khi mình có thể ngồi xuống sàn. Chậm rãi ngồi xuống. Ngồi xuống sàn và mở hai chân của bạn thẳng về phía trước. Từ vị trí hai chân mở, bạn khép lại. Chỉ mũi chân lên, quạt hai tay ra sau. Bạn chống cái mũi tay chỉ về mông. Bạn bám chặt bàn tay, lắc nhẹ vai. Nếu bạn cảm thấy cánh tay mình chắc, cái cơ thể của mình có thể nhấc lên được, thì bạn chỉ mũi chân và bạn nhấc cái người lên theo hướng này. Nếu bạn cảm thấy mình cái tay mình yếu quá hay là mình mỏi quá thì bạn chỉ cần chống hai tay, chống hai cái đầu gối lên ha. Bạn bám chân và bạn nhấc theo hướng này và nâng lên theo hướng này thì nó sẽ dễ hơn so với việc mà bạn thẳng chân. Whatever là tư thế nào, bạn thẳng chân hay khuỷu gối gì cũng được. Bạn tập lại 5 nhịp ha. 1 nhịp nhìn lên, hạ xuống, cố gắng mở cao lưng lên. 2 nhịp bạn nâng cái đầu gối cao lên này, nâng cái bụng cao lên, nhìn lên trời, hạ xuống. Nhịp thứ 3, hạ xuống. Hai nhịp cuối mình sẽ thẳng chân ha. Nhịp thứ 4, hạ xuống. Và nhịp cuối cùng bạn nâng ngược đẩy lên rồi hạ xuống. Sau đó bạn chập hai bàn chân lại, khép vào và đẩy người ngồi lên. Ngồi lên. Từ đây bạn đặt hai cái tay lên đầu gối của mình, dùng lực từ cánh tay này đẩy cái người và rườn vai về trước. Bạn mở hai cái quỳ chỏ của mình chỉ ra ngoài, vươn ra một chút nữa. Nếu cảm thấy khớp hàng căng quá, bạn chỉ cần giữ ở đây thôi, một nhịp nữa thôi, rườn ra rồi bạn nâng lên từ từ, nâng người lên. Đưa tay bên phải về phía sau lưng, tay trái đưa phía sau, lại nắm lấy tay này, nắm lấy cùi chỏ tay kia, như là hồi nãy mà mình cùi xuống ha. Mình nắm chặt lại, ưỡn cái lồng ngực lên, đưa chân xa về trước, bạn sẽ ngồi dễ hơn. Và mình giữ ở đây, cảm giác hai cái bả vai của mình mở được ra, bẫy về phía trước, ngực mở ra. Nào nhìn vào một điểm trước mặt. Sau đó bạn gỡ tay và bạn nằm ngửa người của mình ra luôn. Mình lại lặp lại cái tư thế tay nắm cùi chỏ lần nữa. Từ vị trí nằm ngửa, bạn đan tay này, tay phải nắm cùi chỏ tay trái. Tay trái nắm cùi chỏ tay phải, bạn bẫy về phía sau. Ưỡn ra rớt xuống sàn. Thả lỏng mông lưng, thắt lưng. Và hai chân bạn mở rộng, bạn chỉ cần nhìn cái vai xuống ở đây. Và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mình sẽ giữ trong tư thế này. Cố gắng đừng trùn cái vai cổ lại như vậy ha. Bạn buông lỏng nó ra. Lỏng để cầm kéo vào ngực một chút. Các đốt sống cổ của bạn giãn dài. Và bả vai của bạn úp về sàn. Hãy hít thở nhẹ nhàng. Nào bắt đầu nhắm mắt lại. Hít vào dài. Thở ra dài. Thank you.
một hơi thở nữa thôi. Bạn hít vào thật dài, rồi thở và gỡ tay ra. Bạn chỉ hai tay lên trời, đan các ngón tay lại và ôm lấy cái đầu gối của mình. Lắc lư nhẹ thắt lưng và vai của bạn về hai bên. Sau đó bạn nằm lấy ngón chân cái, đây là tư thế Happy Baby. Đối với lần này bạn hãy chỉ cái đầu gối của mình căng xuống để ép cái bả vai xuống sàn và mình sẽ giữ cố định ở đây một vài nhịp. Sau đó khép hai đầu gối của mình vào nhau, đổ nghiêng hai đầu gối về bên trái, ép dùng tay trái kéo đầu gối nhấn xuống, quạt tay phải và dang ngang, mình xoay mặt về bên phải. Sau đó nâng đầu gối lên, mình đổi bên, dùng tay phải kéo cái đầu gối về bên phải, sau đó quạt tay về bên trái, xoay tay trái về trái, xoay mặt về trái và ép vai trái của mình xuống, mình giữ ở đây. Rồi mình quay về dựa trở lại, lắc lư hai gối về hai bên, hai tay dang ngang, bạn lắc qua lắc lại hai cái đầu gối. Và khi nào thấy thoải mái, bạn hãy bật người và ngồi thẳng lên, chống tay, nâng người và ngồi lên. Hai chân bạn để chéo, hai tay bạn đặt lên gối, xoay cái vai, mở ra sau, cuộn, mở ra sau, mở ra. Và giống các nốt sống lưng thẳng lên, nhắm mắt hít vào một nhịp dài, rồi mình thở dài ra và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập cho cổ vai gáy vừa rồi. Hy vọng là những cái động tác vừa rồi sẽ giúp bạn mở được phần vai, phần gáy, phần cổ phía trên, đồng thời giúp bạn thư giãn được cái phần lồng ngực, cái phần cơ thể trên của mình ha. Nhớ là lúc ngồi làm việc thì hãy ngồi thẳng, đừng cúi nhiều quá hoặc là đừng đóng cái vai mình về trước quá. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Bye bye mọi người.